Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Thư Music. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 model đàn organ phù hợp cho các bé dưới 10 tuổi. Đừng bỏ lỡ nhé! Và đầu tiên, mình sẽ giới thiệu cho các bạn model đàn phím sáng LK265 và LK266. Đàn được thiết kế nhỏ gọn với tông màu đen mạnh mẽ, nặng chỉ 3,6 kg và có thể dễ dàng dùng pin rời và mang đi mọi lúc mọi nơi. LK265, 266 được tích hợp 400 âm sắc khác nhau, 100 điệu đệm và 60 bài nhạc mẫu. Ngoài ra, phím sáng là điều không thể thiếu. Đàn còn được trang bị tính năng tự học đàn, tính năng Dance Music Mode với 50 điệu nhạc sôi động. Ứng dụng Cordana Play kết nối đàn với các thiết bị công nghệ giúp các bé dễ dàng thao tác, học tập và hứng thú hơn. Vừa rồi, mình vừa giới thiệu cho các bạn hai model đàn phím sáng của Casio là LK265 và LK266. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm 3 model còn lại nhé. Dòng bàn phím tiêu chuẩn organ của Casio có hai anh em song sinh là CTK2500 và CTK2550. Điểm khác biệt giữa hai model này là màu sắc chữ trên đàn. So với người anh tiền nhiệm là CTK2400, thì hai người em song sinh này mang lại nhiều điểm mới hơn. Đàn có tông màu đen mạnh mẽ, trọng lượng đàn chỉ 3,3 kg và sử dụng pin rời dễ dàng di chuyển mọi lúc mọi nơi. Đàn được tích hợp sẵn 400 âm sắc, 100 điệu đệm và 60 bài nhạc mẫu. Ngoài ra còn được trang bị thêm hai tính năng Cordana Play và Dance Music Mode giúp cho các bé thỏa sức sáng tạo trong việc học tập và giải trí. Và thêm một sự lựa chọn nữa dành cho các bé đó chính là CTK3500. Model này sẽ thay thế cho model CTK3200 với nhiều tính năng mới độc đáo hơn. Ngoài thiết kế đen mạnh mẽ, CTK3500 còn được trang bị con xoay pitch bend cho phép người chơi đàn luyến lấy các nốt nhạc. Đàn được tích hợp 400 âm sắc, 100 điệu đệm và 60 bài nhạc mẫu cùng với 50 điệu nhạc sôi động giúp cho người chơi thỏa sức feel cùng bản nhạc. Ngoài ra, trên model CTK3500 còn được trang bị thêm tính năng Cordana Play giúp cho việc học tập trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết. We'll be right back.
Trong 5 model Organ Casio dành cho bé dưới 10 tuổi, model nào bạn thấy ấn tượng và thích thú nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Một lần nữa, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Việt Thư Music. Mình là Khánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.